Tuổi 60, ngủ dậy không có ba biểu hiện lạ này, thì xin chúc mừng, sống rất thọ. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị và các bạn thân mến, khi đã bước đến tuổi 60, thì mối quan tâm quan trọng bậc nhất của chúng ta chính là làm sao để có thể tiếp tục duy trì cho mình một sức khỏe tốt, qua đó có thể sống vui vẻ, thoải mái bên gia đình và con cái. Kỳ thực, một khi sức khỏe đã mất đi thì tuổi già của chúng ta sẽ đau khổ và cơ cực lắm, vừa phải chịu nỗi đau về thể xác, thậm chí là cả tinh thần nếu chẳng may gặp phải những đứa con bất hiếu. Chính bởi lẽ đó, chúng ta phải biết chăm lo cho cơ thể mình, đặc biệt là gan và thận. Gan và thận là hai cơ quan quan trọng trong cơ thể con người. Sức khỏe của hai cơ quan này ảnh hưởng đến trạng thái của toàn bộ cơ thể. Khi gan và thận bị tổn thương, sẽ kéo theo hàng loạt bệnh tật, khiến tuổi già khó mà sống an yên được. Vậy dựa vào đâu chúng ta có thể nhận biết được sức khỏe gan và thận có đang ổn định hay không? Để trả lời cho câu hỏi đó, tôi xin chỉ cho quý vị một cách rất hay. Đó chính là theo dõi 3 dấu hiệu sau vào buổi sáng. Nếu không có dấu hiệu nào, thì xin chúc mừng vì gan và thận của bạn đang hoạt động rất tốt. Cụ thể đó là 3 dấu hiệu gì? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay quý vị nhé! Thứ nhất, hãy kiểm tra xem mắt có bị khô, bị sưng hay không. Theo các chuyên gia, gan là cơ quan nhận được nhiều máu nhất trong cơ thể chúng ta. Trong trường hợp máu không được cung cấp đến gan kịp thời sẽ gây ra tình trạng khô mắt, ngứa ngáy và nhìn rất mờ vào buổi sáng. Rất có thể đây là tín hiệu cảnh báo gan của chúng ta đang gặp vấn đề và cần sự quan tâm chăm sóc. Bên cạnh đó, tình trạng hoạt động không tốt của thận có thể ảnh hưởng đến quá trình lọc máu. Vì không được lọc kỹ nên các protein bắt đầu rò rỉ qua nước tiểu. Hao hụt protein khiến các chất lỏng và khoáng chất như canxi và phốt phát bị giữ lại quanh vùng mắt. Ngoài ra, mắt của chúng ta bị khô cũng có thể là do lão hóa hoặc căng thẳng vì đã thức quá khuya, ngủ không đủ giấc và một số nguyên nhân khác nữa. Vì vậy, nếu như mắt bị khô thì chúng ta trước tiên nên thử một vài cách để cải thiện tình hình. Cụ thể, quý vị có thể tham khảo ngay sau đây. 1. Chớp mắt chậm và đều, tốt nhất là từ 12 đến 18 lần một phút để nước mắt dàn đều và đủ làm ẩm hoàn toàn cho mắt. 2. Phải hạn chế thức khuya, đảm bảo ngủ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày để mắt có thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. 3. Hạn chế cho mắt tiếp xúc trực tiếp với gió mạnh, khói bụi, ánh sáng hay môi trường, độ ẩm thấp, đồng thời thường xuyên nhỏ nước mắt nhân tạo. 4. Hãy cải thiện chế độ dinh dưỡng đầy đủ trong bữa ăn hàng ngày. Tăng cường bổ sung omega 3 và beta carotene. Những chất này có nhiều trong cá, rau củ màu đỏ, chất oxy hóa từ hoa quả tự nhiên. Nếu đã thử hết những cách trên mà tình trạng vẫn ngày một tệ, thì lời khuyên tốt nhất cho tuổi già vẫn là đi đến gặp bác sĩ. Đừng ngại ngần hay sợ tốn tiền quý vị nhé. Thứ hai, hãy kiểm tra xem nước tiểu có bị vàng, sủi bọt hay không. Trong quá trình chăm sóc sức khỏe tuổi già, việc lắng nghe cơ thể và nhận biết các dấu hiệu sớm có thể đem lại nhiều lợi ích không ngờ. Đặc biệt, sự quan tâm đối với tình trạng gan và thận là điều vô cùng quan trọng. Khi gan bị tổn thương, lượng bilirubin trong cơ thể sẽ tăng cao và không thể đào thải ra ngoài cơ thể một cách hiệu quả được. Hậu quả của việc này dẫn đến việc bilirubin sẽ theo dòng máu, nó sẽ đi đến toàn bộ cơ thể, cuối cùng đi vào bàng quang và được đào thải ra ngoài cùng với nước tiểu, khiến màu sắc của nước tiểu thay đổi và có màu vàng. Một dấu hiệu quan trọng mà chúng ta có thể tự quan sát được nữa là sự xuất hiện của nhiều bọt trong nước tiểu khi thức dậy vào buổi sáng. Nếu hiện tượng này tồn tại trong một thời gian dài, có thể đó là tín hiệu cho thấy thận đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Do thận hoạt động không bình thường, mất cân bằng axit bazơ trong nước tiểu, khiến các chất thải độc tố tích tụ trong cơ thể. Việc không thể loại bỏ chất đạm và các chất thải này sẽ dẫn đến chứng tiểu đạm. Và một trong những biểu hiện dễ thấy nhất của chứng này
chính là có nhiều bọt trong nước tiểu vào buổi sáng. Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân khác dẫn tới việc nước tiểu sổi bọt như tiểu đường, nhiễm trùng đường tiểu, mất nước khiến nước tiểu đặc hơn hoặc protein trong nước tiểu tăng cao. Vì vậy, hãy dành chút thời gian hàng ngày để kiểm tra nước tiểu của mình. Nếu thấy nước tiểu có màu vàng, xuất hiện nhiều bọt và có mùi khác thường, hãy tìm tới sự trợ giúp của các bác sĩ để phòng tránh những rủi ro bệnh tật nảy sinh. Tận dụng khả năng tự quan sát của bản thân để duy trì sức khỏe một cách đơn giản và hiệu quả. Đừng bỏ qua quý vị nhé! Thứ ba, hãy để ý xem có bị đau vai phải hay không. Trong thực tế, không ít người thường bỏ qua những cơn đau nhức khi về già, coi đó là chuyện thường tình, là hậu quả của việc làm việc quá sức, căng thẳng hoặc lão hóa của cơ thể. Thế nhưng, trong một số trường hợp nhất định, đau vai phải có thể là một tín hiệu cảnh báo rằng chúng ta đang mắc một số bệnh nguy hiểm, đặc biệt là ung thư gan. Nguồn gốc của cơn đau này, nguyên do là bởi các khối u đang lớn dần và gây áp lực lên các cơ và các dây thần kinh gần đó, chẳng hạn như cơ hoành và dây thần kinh bên sườn phổi. Điều này làm cho các tế bào ung thư kích thích các dây thần kinh. Nó sẽ báo cho não biết về cảm giác đau phát ra từ xương bả vai phải, nhưng thực chất nguồn gốc lại là từ gan. Vì vậy, khi đau vai phải cứ kéo dài liên tục, thậm chí sau khi đã được thực hiện các phương pháp điều trị thông thường mà không thấy cải thiện, đó là lúc tuổi già chúng ta cần phải nhanh chóng lên kế hoạch cho việc kiểm tra gan. Điều này không chỉ giúp loại trừ khả năng tổn thương gan, mà còn có thể phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe khác, giúp chúng ta có cơ hội điều trị kịp thời. Đừng để sự chủ quan khiến tuổi già phải trả giá đắt. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất, và chúng ta không thể đùa giỡn với nó. Hãy thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ sức khỏe của mình. Quý vị thân mến, trên đây là 3 dấu hiệu cảnh báo những vấn đề về gan, thận mà tuổi già chúng ta không thể coi thường. Hãy đi kiểm tra ngay lập tức để có phương pháp điều trị kịp thời và đúng đắn. Ngược lại, nếu không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào trong số những điều này, thì xin chúc mừng quý vị có gan và thận đang trong tình trạng tốt. Để giúp tuổi già có thể duy trì và giữ gìn sức khỏe của gan, thận nói riêng và tổng thể nói chung, ngoài việc tránh rượu bia và các chất kích thích, tôi xin chỉ ra 2 việc đơn giản giúp gan thận khỏe mạnh. Sau đây, xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe. 1. Đi ngủ sớm hơn. Việc thức khuya đã trở thành một thói quen phổ biến đối với nhiều người trong xã hội hiện đại. Nhưng chúng ta thường không nhận ra rằng điều này có thể gây hại đến sức khỏe của cơ thể, đặc biệt là gan và thận. Với tuổi già, việc thức khuya đôi khi không phải thói quen mà là bởi chúng ta bị mất ngủ hoặc bị quấy rầy bởi các loại bệnh khác. Tuy nhiên, dù bởi nguyên nhân gì thì chúng ta cũng nên học cách thư thái tâm hồn để đi ngủ sớm hơn. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng việc duy trì một giấc ngủ đủ giờ và chất lượng đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của các cơ quan quan trọng như thận và gan. Một giấc ngủ đủ giờ không chỉ giúp cơ thể tạo ra một môi trường tốt cho quá trình sinh hóa máu, mà còn đảm bảo khả năng bảo dưỡng tinh lực và khí huyết của thận. Đặc biệt, việc thức dậy sớm và đi ngủ trước 22 giờ có thể giúp chúng ta có được một giấc ngủ sâu đầy đủ, thúc đẩy quá trình nuôi dưỡng máu trong gan, từ đó gan được khỏe mạnh. Bởi vậy, vì những lợi ích quan trọng này, chúng ta nên rèn thói quen đi ngủ sớm. Hãy để cuộc sống tuổi già chúng ta trở nên tươi mới và hạnh phúc hơn thông qua việc chăm sóc tốt cho sức khỏe của cơ thể. Bắt đầu bằng việc giữ cho giấc ngủ là một phần quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. 2. Uống nhiều nước hơn. Nước đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sức khỏe của con người. Quý vị có bao giờ thắc mắc tại sao các chuyên gia lại khuyên tuổi già chúng ta nên uống nhiều nước hơn không? Thực ra nhiều ở đây chính là mong muốn chúng ta uống đủ lượng nước cho cơ thể mỗi ngày, chứ không phải uống quá nhiều. Bởi lẽ đa phần người già ít vận động, nên ít khi có cảm giác khát nước. Việc uống nước đầy đủ không chỉ giúp ta giảm cân, mà còn có lợi ích đặc biệt đối với sức khỏe tổng thể,
đặc biệt là sức khỏe của gan và thận. Khi thận của chúng ta không được cung cấp đủ nước, cơ quan này sẽ không thể hoạt động hiệu quả. Điều này cản trở cơ thể bài tiết các chất độc tố ra bên ngoài, không tốt cho cơ thể. Ngoài ra, khi thận làm việc kém, nó sẽ để bớt phần việc cho gan. Hậu quả là gan bị ép làm việc quá tải. Ngoài chức năng chính là chuyển hóa các chất béo, khi gan phải hoạt động mạnh như vậy, chức năng của nó cũng giảm xuống, sức khỏe tổng thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, đừng để sự lười biếng cướp đi sức khỏe của tuổi già, hãy chăm chỉ uống nước hơn quý vị nhé. Nếu không cảm thấy khác, hãy thử vận động và tập thể dục nhẹ nhàng, tùy theo thể chất của bản thân mình. Việc này không những giúp cơ thể bài tiết độc tố qua mồ hôi, giúp lưu thông máu toàn cơ thể mà còn khiến ta có cảm giác khát nước quý vị ạ. Quý vị thân mến, mong rằng với những chia sẻ trên đây của chúng tôi, quý vị đã phần nào biết được cách bảo vệ gan thận của chính mình. Phần cuối video hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Thèm nhìn một cánh rừng. Ông Thoại gần như ít khi rời khỏi nhà. Căn nhà hai vợ chồng ông ở nằm sâu trong con đường nhỏ của khu phố, có một góc sân trồng những chậu cây nho nhỏ, mà theo ông Thoại thì đó là những loại cây ông xin được ở mọi nơi, đem về bón phân chăm sóc, rồi nhờ hơi người và tình yêu cây cỏ của ông mà chúng lên tươi tốt. Căn nhà của hai vợ chồng ông Thoại có từ khi khu phố này còn rất vắng vẻ. Mãi đến sau này, nhiều người tìm đến, mua đất cất nhà mới trở nên đông vui như ngày nay. Hai vợ chồng tôi cũng chỉ là những người đến sau. Sau bao nhiêu năm ở hết căn nhà thuê này tới căn nhà thuê khác, mãi mới dành dụm tiền mua được miếng đất cất căn nhà mà vợ tôi hay gọi đùa đó là tổ chim câu bé bỏng. Cái tổ chim câu của hai vợ chồng tôi luôn đóng cửa. Mờ sáng, hai vợ chồng đã ra khỏi nhà để đi làm, mỗi người có một công việc khác nhau. Buổi chiều về thì Hiền tranh thủ ghé chợ mua thức ăn về, vào bếp chế biến. Còn tôi thì thảnh thơi một chút, ra chiếc sân nho nhỏ chăm sóc cây cỏ hoặc xem tivi. Gần như hai vợ chồng tôi không tiếp xúc với những người hàng xóm quanh mình, vì họ cũng có những công việc như mình. Và buổi tối thì mỗi ngôi nhà như một thế giới riêng. Rảnh rang có thể vào ngày chủ nhật thì hai vợ chồng lại lên kế hoạch về bên nội hay đi dã ngoại, đi cà phê hay có khi ra biển, chỉ để nghe sóng vỗ và để cho tâm hồn mình thanh thản. Một hôm, điện thoại bàn nhà tôi reo vang. Đây là điều hơi hiếm, vì bình thường mọi trao đổi với bạn bè giờ đây đều thông qua chiếc di động. Bởi lẽ gọi di động dễ dàng hơn, chỉ cần chọn tên người muốn gọi là bấm vào, và người nghe cũng biết ai đang gọi cho mình. Chiếc điện thoại bàn giờ đây chỉ hoàn thành những nhiệm vụ lặt vặt như gọi nước uống, gọi thay ga hay chỉ để kiểm tra đường dây Internet. Lúc đầu tôi tưởng ai gọi nhầm số, vì chuyện đó vẫn thường xảy ra. Tỷ dụ như bên kia đầu dây đã có tiếng mắng chửi ngay cả khi mình chưa kịp alo. Mày có phải là con Hiền không? Tao thông báo cho mày, tao là vợ của anh Hải. Mày liệu mà biến đi, mày mà còn gian díu với chồng tao, tao thuê giang hồ rạch mặt mày. Hoặc độc đáo hơn là, phải anh Chính đó không? Anh đều giúp cho em ba em trẻ đẹp da trắng đến karaoke ngọt ngào phòng số 8 nha anh. Cuộc điện thoại đó là của ông Thoại. Xin lỗi, đây có phải là nhà cậu Huân không? Tôi là Thoại, bác Thoại đây. Bác Thoại ở con đường nhỏ phía sau nhà anh. Ông Thoại đã dò danh bạ tìm ra số điện thoại của nhà tôi. Ông bảo ông cần tôi giúp một việc, bởi ông đi đứng rất khó khăn, cho nên khi nào rảnh thì tôi đến nhà ông. Căn nhà chỉ có hai vợ chồng trên 80 tuổi ấy là một câu chuyện kể về một mối tình son sắt của một đời người, mà trong biển dâu cuộc sống hôm nay, hiếm có cuộc tình nào trọn vẹn như thế. Nhưng trước hết, phải nói chuyện nguyên do tại sao ông Thoại mời tôi đến nhà ông. Ông nhờ tôi soạn thảo giúp ông một tờ di chúc. Ông bảo, bác biết sức khỏe của hai ông bà đã cạn, sống chẳng còn bao nhiêu lâu nữa, nên viết di chúc là điều chuẩn bị cho những ngày sau này.
bản di chúc ấy với hai tâm nguyện. Một là ông bà sẽ hiến tặng tất cả số tiền gửi trong sổ tiết kiệm dành dụm bấy lâu nay và cả căn nhà cho nhà nuôi trẻ mồ côi tỉnh. Tâm nguyện thứ hai là sau khi ông bà chết đi, nhà nuôi trẻ mồ côi sẽ lo đám tang và được chung bên cạnh nhau. Tôi thảo bức di chúc mà lòng se thắt, bởi cả hai vợ chồng không hề có một người thân nào trong cuộc đời. Sau đó, tôi vẫn thường ghé nhà ông Thoại, đôi khi để cho ông có cái thú vui là pha ấm trà nóng, loại trà búp do bạn bè ông từ Thái Nguyên gửi cho. Ông bảo, thỉnh thoảng cậu qua chơi, tôi không đi đâu được, uống trà một mình buồn lắm. Khi đó tôi mới phát hiện ra, ông chỉ có một chân, còn chân kia là chân giả, ông tháo ra cho thoải mái. Còn vợ ông, bà Hương, thì vẫn ngồi trên chiếc võng, nhìn ra vòm trời xanh nhỏ xíu, như bà cứ mãi nhìn mây trắng bay. Những câu chuyện ông Thoại kể, tôi ghi chép vào đây như một cách minh chứng cho tình yêu của đôi vợ chồng đã xế chiều. Ông Thoại ngày xưa là lính trong thời kháng chiến chống Mỹ, ông lại là lính xe tăng, bà Hương là y tá. Hai người đều mồ côi cha mẹ, gần như không còn một chút dính líu máu thịt gì ở miền đất mà họ đã chào đời. Hà tĩnh, họ đã gặp nhau tại chiến trường trong một lần ông bị thương. Khi đó ông phải cưa đi chân trái. Trong thời gian điều trị tuyến dưới, họ đã đem lòng thề non hẹn biển. Rồi ông được đưa về tuyến trên, lành vết thương, không thể chiến đấu nên trở về địa phương. Còn bà Hương thì lại tiếp tục làm y tá, cho mãi đến 20 năm sau họ mới gặp lại nhau, khi đất nước hòa bình đã 8 năm. Việc gặp nhau ấy cũng hy hữu như trong chuyện cổ tích, là hai người cùng hứa với nhau sẽ đi tìm nhau mà chẳng biết tìm nhau ở đâu. Cho đến một hôm, họ tìm về Hà Tĩnh, tại ngã ba Đồng Lộc ở xã Đồng Lộc, Can Lộc. Trong buổi lễ tưởng nhớ 10 cô gái thanh niên xung phong tử nạn vào ngày 24 tháng 7 năm 1968. Họ gặp nhau và nhận ra nhau. Ông Thoại và bà Hương đã quyết định thành vợ chồng, dùng số tiền dành dụm mua ngôi nhà nhỏ ở đây. Họ không thể sinh con cái vì bà không thể sinh nở. Theo bà thì, trước ngày đất nước hoàn toàn giải phóng 2 năm, trạm xá của bà đã bị một trận bom, bà cũng sắm chết trong trận bom đó. Sau, bà được trở về địa phương, nhưng cơ thể của bà đã bị vết thương chiến tranh, không còn quyền làm mẹ. Tôi không biết rằng, trong các câu chuyện tình, có bao nhiêu mối tình chung thủy, dẫu chỉ gặp nhau thoáng chốc trong lửa đạn chiến tranh, rồi lạc nhau ròng rã bao năm trời, khi tuổi xuân hai người đã cạn và đã thành phế binh, lại một lần nữa định mệnh cho họ gặp nhau và họ nương nhau sống với niềm vui có nhau. Dạo này ông Thoại yếu lắm rồi. Ông bảo vết thương chiến tranh tái phát, đã tới ngày ông phải đi Đà Nẵng để thay lại chiếc chân giả, nhưng ông không đi được nữa. Nhưng ông lại thèm nhìn một cánh rừng. Khi ông nói ý định của ông, tôi bỗng ngớ người ra, bởi có lẽ ông là người hiếm hoi thèm nhìn thấy một cánh rừng. Sáng chủ nhật, tôi lái ô tô chở ông Thoại và bà Hương cùng lên đèo Phượng Hoàng. Tôi lái xe vào một con đường mòn nhỏ, dừng lại ở một cánh rừng. Ông và bà cùng dìu nhau xuống xe. Rừng xanh đang lao xao những bông lau trắng. Rừng xanh đang lao xao gió và có cả tiếng chim vỗ cánh. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt ông Thoại và bà Hương một cái gì đó gọi là hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.